cãi nhau á, anh bảo là em đi kiếm không có cái thằng nào mà nó chịu đựng nổi em như anh đâu. Chỉ có cái là thương con hơn thương em. Mà em luôn nói là anh ơi, cái người mà sau này về già ở với anh là em chứ không phải là mấy đứa con của anh đâu. Mà anh thương nó quá, nhiều khi hai vợ chồng á nha, em đã mang thai nè, rồi em đã sinh con này, cũng không được nằm chồng với chồng nhiều, không được gần gũi nhiều. Mà anh nằm với em được một chút á là bỏ chạy qua bên phòng hai ba đứa nó ngủ với ba đứa nó. Rồi em tự nhiên nó giật mình mở mắt ra nhìn không thấy đâu hết, mà đêm nào cũng vậy hết trơn á, nằm với vợ một xíu. Bỏ vợ ngủ một mình luôn, mong muốn luôn. Thế là mong muốn của em á là anh sẽ phải thương em nhiều và phải thể hiện tình cảm với vợ nhiều. Em tên là Đỗ Quang Khải, hiện đang là giám đốc chuyên môn của bệnh viện thẩm mỹ Nam An. Đây là một cái bệnh viện mà coi như là một đứa con tinh thần của hai vợ chồng cùng xây dựng từ lúc mới cưới đến giờ. Bác sĩ Khải năm nay làm bao nhiêu tuổi rồi? Là năm nay em sinh năm 86, 37. Tuổi. 37 tuổi rồi. Dạ. Thế em đó. Dạ, em chào chị, em chào anh. Em tên là Nguyễn Thị Như Lan. Năm nay em 28 tuổi và em cùng chồng là thành lập bệnh viện nên là em cũng là giám đốc điều hành tại bệnh viện. Đồng thời thì hai vợ chồng em là đã có ba em bé rồi. Wow. Trời ơi, vậy luôn á. Dạ. Em bé gần nhất của em là mới được 2 tháng tuổi. Trời ơi, mà tướng nhon quá trời luôn. Trời ơi, bác sĩ ta ngồi đây mà. Ba của em là thầy của bạn này. Oh, dạ, tại vì hai đứa cách nhau tới 9 tuổi lận. Tại vì thường giống như bác sĩ thì sẽ muốn cũng như có con trai hay con rể thì cũng sẽ theo ngành. Nhưng mà thật ra thì gia đình em hồi đó là gia đình buôn bán lao động. Chứ cũng không có ngành y hay là cái gì hết. Ba mẹ em thì nói chung là ngày xưa đã cực khổ rồi á, nên hay kiểu la mình á, hay nói là không học thì sau này không có làm được cái gì hết. Rồi xong học thì sau này thế này thế kia, nên là có chung cũng sợ lắm. Và hồi đó học lớp 9 thì nghe là ba của chồng em bây giờ á, là thầy á, là giáo viên dạy chuyên để em thi vào các cái trường chuyên. Thì đến học thì ba với mẹ bây giờ, ba mẹ chồng của em á, thì lúc nào cũng khen ca ngợi về con trai của mình hết. Bảo là con trai tôi là học bác sĩ rồi, đang đậu trường chuyên học rồi. Vậy đó, nói chung ca ngợi để cho tụi em phải noi theo. Đâu, dạ đúng rồi, tức là thầy phải tìm một tấm gương sống sáng để cho các em soi. Không đâu xa cả, ở trong nhà này luôn. Ở trong nhà này luôn, đi lên đi xuống. Tại vì hồi đó là còn học thêm tại nhà chị. Dạ, học thêm nhưng tại nhà. Nhưng mà là lúc thầy giới thiệu đến khi nào thì em mới gặp con trai? Dạ không, ngày nào cũng gặp hết, tại vì anh cứ đi lên đi xuống vậy mà mặc mỗi cái quần xà lỏn. Lặng qua lặng lại là đĩa mấy cô học trò của ba mình đúng không? Tụi em lúc đó như con nít vậy. Mình đi qua đi lại mình cũng để ý là có những cái cô lớp 9 này cô cũng dễ thương xinh xắn. Nhưng mà để ý cô này không? Thì cổ là một người tương đối là nổi bật. Cổ tương đối là nổi bật. Học á là em hơi kiểu hơi quậy. Ví dụ đi học là mặc quần ngắn hoặc là hay đi trễ rồi. Kiểu như trong lớp là cũng nói chung cũng được mấy bạn kia chú ý, mấy bạn nam thích đó, nên là em không biết có để ý không thì em không biết, nhưng mà em thì có để ý. Có, tại vì thầy nói hoài à. Nhưng mà đến bao lâu thì tụi em chính thức là đi lên, để ý và yêu nhau? Phải đến khi là em học xong, em thi xong rồi, em thi đậu rồi. Thì lúc đó em mới gọi là có mặt mũi để quay lại thăm thầy cô. Thì lúc đó em đến thì em gặp anh nhà của em, thì anh ảnh đi ra. Thì sau đó em mới hỏi mấy bạn để em xin cái Yahoo á chị. Hồi đó là thời mà còn xin Yahoo á anh. Thì em xin nick Yahoo để em chat. Cái khoảng thời gian đó là em thi tốt nghiệp nên em không có quen ai hết. Nhưng mà thì em thấy cô học trò lớp 9 cô nhắn tin tới giật mình. Hồi đó là em nhắn tin á là mấy bạn trong lớp á hay gọi là anh Khải nhưng mà thần tượng idol. Thì em mới cũng idol thiệt, là mình cũng muốn học trường chuyên, mình cũng muốn giống vậy. Thì mình mới nhắn tin, mà hồi đó tiếng Anh của em hơi dốt. Chứ em định nhắn á là anh là thần tượng của em, thì lẽ ra em phải nhắn là you are my idol đúng không? Thì em lại nhắn là I'm your idol. Em là thần tượng của anh. Xong rồi vì cái đó là anh mới trả lời anh kêu ủa gì vậy em. Nhưng mà lúc nào thì hai đứa bắt đầu mới có cái tình yêu trai gái thực sự? Lúc đó là em xài điện thoại, nhưng mà kiểu như là không có điện thoại, phải mượn điện thoại của anh trai á để bỏ cái sim của mình vào. Lúc đó em chỉ có cái sim thôi chứ không có điện thoại. Để nhắn thì em mới xin số được, rồi thì em mới nhắn tin cho ảnh. Em cũng thích rồi, nhưng mà nếu như mà cái người đó không có thích mình á, hoặc là người ta không có gì hết với mình á, thì thôi em sẽ không nhắn nữa. Nên là em bỏ cái sim vào, em nhắn tin được một ngày. Xong mà thầy có trả lời không? Anh, có trả lời, anh có trả lời được vài tin. Cả ngày luôn. Dạ đúng rồi, xong rồi em tắt. Xong rồi em rút sim ra thì em tắt luôn. Để coi vài ngày sau có trả lời lại hay không. Ở trong suốt mấy ngày. Bà chơi chiêu đó. Mới lớp 9, lớp 10 vậy đó. Sợ chưa? Không. Em mới bỏ sim vào là em thấy lại tin nhắn là My beautiful angel gì đó. Giống như là giống như là em sao rồi? Sao dạo này không mấy hôm nay không thấy? Không, thật ra thì lúc đó em trả lời là tại vì điện thoại em hết tiền.
em không sĩ diện á, đúng rồi, đúng rồi chị, thì em mới bảo là em hết tiền, em đợi tới ngày khuyến mãi gấp đôi nạp cạc em mới nạp vào đấy. Em nhắn, vừa nhắn xong 5 phút là em thấy điện thoại của em có tiền vào, có 50 ngàn rồi đó, nạp 50 ngàn vào là ảnh nạp vô cho em. Cái giai đoạn đó có khi nào bị phụ huynh bắt gặp không? Tại vì ảnh hồi xưa ảnh quen em á, là giống như ảnh chăm như là chăm con vậy á. Dạ, sáng ảnh đưa em đi học rồi chiều ảnh đưa em về, tại vì hồi đó em đi học rất là xa. Nhà em ở dưới khu công nghiệp Bông Trang á anh. Anh Thụ biết chỗ đó không? Biết ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh. Nhưng mà em đi học là em học ở quận Nhất Vincom Đồng Khởi á. Trời, sao xa dữ vậy? Dạ thì một lần em đi là 45-50 phút. Học gì? Học trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Trường chuyên Trần Đại Nghĩa thì đúng rồi, gần Vincom. Dạ, đối diện Vincom. Dạ thì em đi từ đó đi lên đó học thì anh thấy tội quá, em nói thôi để anh chở em đi. Thì em mới hẹn ở một cái chỗ bán cơm sườn đó, rồi từ ngày nào cũng mua cơm cho em ăn cơm xong rồi. Ăn cơm sườn xong rồi đi đó. Dạ, ăn cơm xong rồi đi. Nhưng mà mỗi lần mà anh chở đi như vậy á, đến trường á mà các bạn bè gặp á. Dạ. Đó thì em có một cái rất là mắc cười, tại vì hồi xưa là có người yêu như em trong cái giai đoạn đó là rất là sớm và rất là kỳ cục, do là bạn của em mà học ở trường chuyên thì mấy bạn khờ lắm, mấy bạn ngây thơ lắm, mà mấy bạn thấy em giống như có người yêu, giống như là em có chồng tới nơi vậy á, nó kỳ lắm. Sinh vật lạ. Dạ đúng rồi, sinh vật lạ. Là giấu hả? Dạ thì em cũng không có nói, nhưng mà em cũng mấy bạn cũng biết. Thì có một cái câu hỏi của bạn em không biết nên vui hay nên buồn, đó là bạn em vô tình thấy anh Khải này chở em đi về thì mới đi ngang qua. Thì hôm sau bạn nói là ê hôm qua tao thấy ba mày chở mày về á, công nhận ba mày đẹp trai ghê luôn. Ê hôm qua tao thấy ba mày chở mày về á, công nhận ba mày đẹp trai ghê luôn. Kinh quá vậy. Dạ. Em không biết. Rồi bạn ứng sao? Thì em lơ luôn, xịt keo. Không phải, tại vì lúc đó là Khải hơn 9 tuổi lận. Dạ, hơn 9 tuổi. Gần một thập kỹ đó. Ồ, chứ không có giỡn đâu. Anh hồi xưa nhìn còn già hơn bây giờ nữa chị. Là em kể luôn cái tật xấu của vợ em đi, có cái tật gì mà em cảm thấy em chưa hài lòng nè? Thứ nhất là hay quên, đã đi trễ đưa con đi học trễ rồi. Em hỏi là cái thẻ để, tại vì vô trường á phải có cái thẻ phụ huynh mới đi vô được, đưa được. Hỏi là em ơi cái thẻ này ở dưới xe phải không? Em nói có. Dạ có, nhưng mà khi mà xuống xe xong đi á, gần nửa đường hỏi thì nói là ủa thẻ đâu em, cái nó em kiếm lại để coi, để trên nhà không có đưa cho em. Nên là tại cái chuyện đó mình bức xúc lắm, mình tức mà hỏi cổ, nói thì cổ lại trả lời. Dạ nói là thì quên thì vô trường mà mượn đi chứ có gì đâu. Quên còn ngang được nữa. Dạ đúng không, không có tật gì nữa không, gì nữa nè. Nói chung là cổ lúc nào cũng ráng phải làm quá sức mình, nên là cũng muốn là cổ bớt lại. Dạ vợ em bớt lại một chút, vì làm quá sức đôi khi mình vượt quá sức của mình thì nó có nghĩa là làm quá sức không biết quý trọng sức khỏe đúng không? Dạ. Bây giờ còn ghen không? Bây giờ thì em chỉ có sáng tới bệnh viện xong chiều về thì mọi cái camera ở bệnh viện đều mắt sống đều đi một cái là báo vô tin tin. Có nghĩa là kiểm soát em từ bệnh viện cho tới nhà luôn đúng không? Dạ. Không anh mà làm cái gì hoặc là có bệnh nhân nào vào xin nắm tay chụp hình với bác sĩ là tụi nó nhắn cho em liền. 30 giây sau là thấy nhắn lại đó. Nắm tay rồi ha. Đó. Nhà em ơi, bước ra khỏi nhà là định vị rồi. Điện thoại là bị định vị rồi. Vô tới bệnh viện là camera. Camera treo và camera thả đi bệnh viện luôn. Em nói luôn đi, giờ em muốn thay, muốn bạn vợ thay đổi cái gì? Dạ thì nói chung để cho hoàn thiện hơn. Nói chung những cái mà thật xấu mà mình nghĩ thì hay quên thì cũng không có phải là vấn đề lớn. Nhưng mà cái chuyện nói nóng với con thì đôi khi không có giữ được bình tĩnh á. Hay là đôi khi những cái lời nói nặng với con lại, đúng không? Thấy con nó buồn. Mà hỏi lại con có buồn không, nó không, con thương mẹ lắm. Nhưng mà mình cũng đã là đôi khi lời nói mà nói ra thì không có rút lại được, nên là đôi khi phải kiềm chế bớt, kiềm chế và kiểm soát lời nói. Với đúng con rồi. Thì với con mình nó buồn rồi, tới bé mẹ ba con đó. Nghe nói là anh chị đã biết là anh rất là thương con rồi đúng không? Chồng em á thì được một cái là từ lúc đó, từ lúc quen tới giờ em cảm thấy là em không có một cái phần này gì với ảnh hết, mà lúc nào anh cũng tự tin là ảnh là cái người mà hiểu em nhất và ảnh là cái người phù hợp với em nhất. Kiểu như nhiều lúc cãi nhau á, ảnh bảo là em đi kiếm không có cái thằng nào mà nó chịu đựng nổi em như anh đâu. Chỉ có cái là thương con hơn thương em, mà em luôn nói á là anh ơi, cái người mà sau này về già ở với anh là em chứ không phải là mấy đứa con của anh đâu. Mà anh thương nó quá, vì nhiều khi hai vợ chồng á nha, em đã mang thai nè, rồi em đã sinh con nè, cũng không được nằm chồng với chồng nhiều, không được gần gũi nhiều. Mà ảnh nằm với em được một chút á là bỏ chạy qua bên phòng hai ba đứa nó ngủ với ba đứa nó. Rồi em tự nhiên nó giật mình mở mắt ra nhìn không thấy đâu hết, mà đêm nào cũng vậy hết trơn á, nằm với vợ một xíu, bỏ vợ ngủ một mình luôn. Mong muốn luôn là mong muốn của em á là anh sẽ phải thương em nhiều,
và phải thể hiện tình cảm với vợ nhiều, tại vì tình cảm là nó phải mỗi ngày đúng không chị, chứ đúng đâu rồi. Phải là cứ cưới nhau về rồi là xem như là của nhau đâu. Nếu như mà tình cảm mà nó bớt đi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều thứ, thì ảnh hưởng con quá không quan tâm gì tới em hết. Nên là đôi lúc em cũng ghen với mấy đứa con em, bây giờ em không ghen với người ngoài được nữa. Bây giờ nói thẳng luôn em là ghen muốn... với mấy đứa con em, tức là mong muốn là đừng có bỏ em ngủ một mình nữa. Dạ đúng không, phải quan tâm em nhiều hơn, với phụ nữ thì cần phải được gọi là yêu thương, chăm sóc, cái sự quan tâm mà tinh thần. Em không cần cái gì hết đó. Dạ. Câu đó là câu trả lời lý do tại sao mà hay cấu gắt nổi điên với mấy đứa con đó. Dạ. Ghen đó em. Ghen đó, ghen với con luôn á. Quá chính xác đó, luôn đó. Đúng không em? Quá chính xác đó. Chị lưu ý chút xíu về cái bạn vợ nói á, nói đúng em. Dạ. Tại vì tụi nó còn nhỏ, mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ. Dạ. Thành ra là cái nhu cầu mà mình được bảo vệ á, nó còn nhiều quá trong người mình á, cho nên là mình lúc nào mình cũng muốn là mình ấp ủ, mình bảo vệ cho con á. Dạ. Nhưng mà khi mà đúng rồi, em lớn lên chút xíu, em bằng chị đi, thì lúc đó là lời của bạn vợ em nói hoàn toàn chính xác. Khi mà con em bắt đầu có bạn á, bạn trai hoặc bạn gái, lúc đó là lúc nào nó muốn phòng riêng nè, nó muốn mọi thứ, đừng có can thiệp gì vô chuyện của nó hết trơn á. Nó rất là nhanh thôi, nó giống như 180 độ vậy đó. Và tiếp tục như vậy thì lúc đó mình sẽ cảm thấy rằng, ô đúng, cái người mà sẽ đồng hành với mình cho đến lúc mà mình nhắm mắt xuôi tay là chỉ có vợ hoặc chồng của mình thôi. Dạ.